Thành lập năm 2004, trải qua gần 10 năm với bao thăng trầm, đến thời điểm này, Trung Nam Group đã có 11 công ty thành viên, hơn 1.200 cán bộ nhân viên, 19 dự án triển khai trên cả nước. Với sứ mệnh đầu tư bền vững, xây dựng tương lai, Trung Nam Group đặt mục tiêu sẽ là một trong những tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam. Ngày 1 tháng 11 năm 2014, thời điểm lịch sử không thể quên đối với Trung Nam Group, Thủy điện Đồng Nai 2 đã chính thức hòa vào lưới điện quốc gia. Sau tất cả những nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, trở ngại của lãnh đạo, tập thể người lao động, khát khao đã trở thành hiện thực. Nhà máy Đồng Nai 2 là dự án thủy điện tư nhân có số vốn đầu tư lớn nhất nhì Việt Nam, hơn 3.500 tỷ đồng, với tổng công suất lắp máy 70 MW, gồm 2 tổ máy và điện lượng trung bình 263,8 triệu kWh một năm. Được xây dựng ở bậc thang thứ 3 trong quy hoạch thủy điện trên sông Đồng Nai, nằm trên địa bàn hai huyện Di Linh và Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Dự án đã góp phần điều tiết nước cho vùng hạ lưu, hạ thấp mực nước lũ, giúp cải thiện môi trường tự nhiên và môi trường sinh thái cho khu vực. Bên cạnh đó, dự án còn phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, giải quyết và tạo ra nhiều công ăn việc làm, đóng góp nguồn thu ngân sách ổn định cho địa phương. Không chỉ là niềm tự hào, thành công của Thủy điện Đồng Nai 2 còn là động lực để Trung Nam thúc đẩy hoàn thành nhanh chóng dự án Thủy điện Krono 2 và 3. Với mục tiêu mang ánh sáng đến vùng cao, Thủy điện Krono 2 và 3 có tổng công suất lắp máy và điện lượng trung bình 175,46 triệu kWh một năm. Nguồn vốn đầu tư 1.850 tỷ đồng. Nằm vắt mình trên dòng Đắk Rông Nô Gia, phụ lưu cấp 1 của sông Serepok chảy qua địa phận hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk, dự án Thủy điện Krono 2 và 3 sau khi hoàn thành sẽ cùng với Đồng Nai 2 cung cấp khắc phục tình trạng thiếu điện của hai địa phương này. Song song với Thủy điện, để hoàn thành mục tiêu sẽ là doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực khai thác năng lượng, Trung Nam Group còn đầu tư vào lĩnh vực điện gió đầy tiềm năng. Với tổng vốn đầu tư 3.780 tỷ đồng, công suất 90 MW, 45 tua bin gió, chính thức khởi công vào tháng 2 năm 2015. Nhà máy điện gió Trung Nam Ninh Thuận được xem là một trong những dự án mới trong lĩnh vực khai thác năng lượng gió. Tiếp bước những thành công, Trung Nam Group lại tạo nên những kỳ tích mới với dự án nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế. Đây là cầu vượt 3 tầng đầu tiên tại Việt Nam với kỹ thuật thi công có độ phức tạp cao. Khởi công vào tháng 9 năm 2013, dự án nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế, thành phố Đà Nẵng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo trung ương và địa phương. Kể từ khi nhà đầu tư bấm nút khởi công cho đến ngày hoàn thành, dự án này được mệnh danh là công trình không ngủ bởi hàng ngàn con người chia nhau thi công 3 ca một ngày để đảm bảo tiến độ đề ra. Với tổng vốn đầu tư gần 2.689 tỷ đồng, thời gian thi công chưa đầy 18 tháng, nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế được người lao động trên công trường xem là công trình chinh phục điều tưởng chừng không thể. Với thiết kế 3 tầng, gồm tầng mặt đất cho các nhánh rẽ đường bộ không giao với đường sắt, cầu vượt tầng 1 là vòng xuyến trên cao với 4 làn xe chạy, chiều rộng 15m, các nhánh rẽ rộng 16m. Cầu vượt tầng 2 dành cho hướng ưu tiên từ tỉnh Thừa Thiên Huế vào trung tâm thành phố Đà Nẵng và ngược lại với 4 làn xe chạy có bề rộng 17m. Lấy cảm hứng từ huyền thoại Linga và Yoni,
một biểu tượng đặc trưng của văn hóa Chăm, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của loài người. Khi áp dụng vào nút giao thông khác mức ngã ba Huế, đơn vị thiết kế đã khéo léo biến hình tượng điệu múa Chăm vào nhịp cầu chính. Đây cũng là nhịp chính kết nối toàn bộ các đường dẫn lên cầu. Bên cạnh đó, điểm nhấn kiến trúc của nút giao thông này còn là tháp cầu dây văng Parabol có hai mặt phẳng dây nằm giữa vòng xuyến tròn. Cứ thế, sức trẻ, sự năng động của người lao động Trung Nam Group không ngừng lan tỏa trên khắp các công trình ở mọi miền đất nước. Chỉ trong vòng 2 năm, từ năm 2012 đến năm 2014, Trung Nam Group đã đầu tư xây dựng trên 20 cây cầu. Với mục tiêu sẽ là một trong những tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam, Trung Nam đã đầu tư xây dựng các khu đô thị mới tại những vùng đất tiềm năng trên cả nước. Theo quy hoạch phát triển của Đà Nẵng, năm 2030, khu vực Tây Bắc sẽ là trung tâm dân cư, giáo dục. Theo sát định hướng ấy và tham khảo kinh nghiệm từ các nước phát triển trên thế giới về thành công của việc tạo không gian sống tiện nghi, kết nối con người với thiên nhiên. Năm 2009, Trung Nam Group đầu tư xây dựng khu đô thị sinh thái Golden Hills với diện tích 400 ha ở vùng Tây Bắc Đà Nẵng. Hợp tác với SOM Skidmore, Owings & Merrill, công ty thiết kế quy hoạch hàng đầu của Mỹ, từng rất thành công với thiết kế khu đô thị Phú Mỹ Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Quy hoạch Golden Hills gồm 5 khu dựa trên những điểm đặc sắc của địa hình kênh suối và những cánh đồng xanh mát. Trung Nam tin tưởng đây sẽ là dự án góp phần thay đổi vùng Tây Bắc đầy tiềm năng của thành phố năng động này. Cũng với mục đích tạo nên không gian sống xanh, nâng tầm chất lượng cuộc sống ngay trung tâm thành phố Đà Lạt thơ mộng, Trung Nam đầu tư xây dựng đô thị công viên cao cấp Gold Valley với diện tích 20 ha. Gold Valley còn là dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết 500 việc làm cho cư dân địa phương. Bên cạnh đó, Trung Nam còn đầu tư thi công 13 dự án xây dựng lớn nhỏ trên cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh, công trình trụ sở làm việc của Bộ Kế hoạch Đầu tư, tòa nhà Trung Nam 12 tầng tại quận 10, tòa nhà văn phòng làm việc Trung Nam 10 tầng tại quận 3. Thành phố Đà Lạt, khu tái định cư tại chỗ Nguyễn Thị Nghĩa, khu tái định cư tại chỗ Nguyễn Tử Lực, Trần An Tông. Thành phố Đà Nẵng, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, dự án di dời đường dây điện 110 kV tuyến Huế - Đà Nẵng, khu công nghệ cao, khu tái định cư Hòa Liên 4 giai đoạn 2 và 3, khu tái định cư Nam Nguyễn Tất Thành, kênh thoát lũ Hòa Liên, trường trung học cơ sở Đàm Quang Trung tại khu đô thị sinh thái Golden Hills. Tại Thanh Hóa, dự án phát triển hệ thống tưới Bắc Sông Chu, Nam Sông Mã. Từ những thành công đạt được trong lĩnh vực xây dựng, Trung Nam tiếp tục tạo dấu ấn trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, tư vấn thiết kế, lắp đặt thiết bị điện dân dụng công nghiệp mang thương hiệu MPE, an toàn và hoàn mỹ. Với mạng lưới hơn 400 đại lý phân phối sản phẩm tại 35 tỉnh thành, và không ngừng phát triển. Từ miền Trung sỏi đá, sức trẻ và tâm huyết của từng con người ngày đêm làm việc trên những công trình này lan tỏa về phương Nam nắng ấm để tạo dựng nên giá trị và sức sống vững bền của những công trình kiến tạo tương lai. Từ một thủy điện Đồng Nai 2 với bao gian khổ nhưng đầy tự hào. Một cầu vượt ngã ba Huế ngày đêm không ngủ để chinh phục những đỉnh cao mới. Một Golden Hills sẽ thay đổi vùng đất Tây Bắc Đà Nẵng đầy tiềm năng đến hàng loạt các công trình sôi động khác trên cả nước. Âm thầm mà mạnh mẽ, năng động mà bền bỉ, những con người này có quyền tự hào về những nơi chốn mình đã đi qua, những địa phương mình từng góp phần dựng xây.